Mến chào các bạn đang đến với câu chuyện Không Hoa Hợp của tác giả Vũ Chết, truyện được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên chính thức của Đàm Ý Từng Truyện. Tập 4. Lời nói này của Chuyển Hoành Đồ mang theo bất đắc dĩ và chút yêu thương. Chỉnh bác Diễn đang giang tay ra muốn kiểm tra vết thương thì khựng lại. Vậy sao? Anh ngẩng đầu lên nhìn Chuyển Hoành Đồ một cái. Bà cậu bị bệnh gì? Chuyển Hoành Đồ cúi đầu qua một lúc nghe một giọng nói. Trong bụng có một khối u. Trong bụng? Chỉnh bác Diễn lại hỏi theo thói quen. Ở bộ phận nào? Chuyển Hoành Đồ nghiêng đầu mi tâm nhíu lại. Ở trong dạ dày? Trong dạ dày? Chỉnh bác Diễn nhìn cậu. Bao lâu rồi xét nghiệm chưa ác tính hả? Hàng tay cảm thấy mình sắp phát điên rồi, cứ mở miệng ra nói náo quen nói thói quen của cậu, nhưng trước mặt bác sĩ mà dám nói cha mình có một khối u thì đúng là tự đào hố cho mình. Ngã vào rồi còn phải tự lấp đất. Trong dạ dày có mọc được cục u vậy, không thì không biết, lỡ miệng thì nói vậy thôi. Dạ dày lớn thế nào có đủ chỗ để mọc ra một cục u không? Nhưng thấy phản ứng của Trình bác Diễn chắc là được đó. Nhưng bà lâu rồi xét nghiệm lành tính ác tính, cậu cái gì cũng không biết trả lời như thế nào. Thì cũng khá lâu rồi. Là ác tính à, rất ác. Vậy Trình bác Diễn xem ra còn muốn tiếp tục hỏi. Bác sĩ Trình, anh ơi, em đau chân. Hàng tẩy cắn răng nói. Vết thương của cậu thì để hơi lâu, phải kiểm tra cẩn thận để xem có bị lệch vị trí không. Sao lại bị thương thế? Bị kẻ đòi nợ đạp. Nợ rất nhiều tiền mà. Nếu không thì em cũng không thèm ra ngoài đường làm mấy chuyện như thế. Chân em chỉ cần bó bột là được đúng không? Phải xem kết quả kiểm tra thì tôi mới biết được. Hôm đó cậu đến thì tôi đã nói không phải là gãy nhẹ đâu, vậy mà cậu lại kéo dài mấy ngày mới tới. Nếu tình hình chân cậu không tốt, cần phải nằm viện phẫu thuật. Cho họ tên, tuổi. Chuyển Hoành Đồ, 18. Nằm viện hả? Hàng tay xứng người hét lên. Em không nằm viện được. Chú Bình sao có thể để cậu nằm viện được? Nếu cậu mà nằm viện, chắc chắn chú Bình có thể gọi người kéo cậu ra khỏi bệnh viện về luôn đấy chứ. Ban đầu chân có màn thầu, lúc phải đi bệnh viện thì không cho đi, để nó tự lành, thế là què luôn. Sao lại không nằm viện được? Cầm đi đóng phí kiểm tra, đừng có chạy nữa. Em không nằm viện đâu. Hàng tay nhíu mày thay sang về mặt nghiêm trọng. Em phải chăm sóc ba em nữa. Bây giờ chưa xác định có cần phải nằm viện không mà. Đợi lát nữa tôi sẽ xem tình huống cụ thể. Có đi cùng cậu, có ai đi cùng cậu không? Không có. Em luyện nhảy thuần thục rồi. Hàng tay lấy tờ đơn đứng lên nhảy lò cò hai bước tới trước cửa phòng khám. Nhìn dáng người cao gầy của Chuyển Hoành Đồ biến mất sau cánh cửa. Chỉnh bác Diễn chỉ biết thở dài. Vậy mà lại là một cậu bé bất đắc dĩ làm ăn vạ để kiếm tiền. Ánh mắt và ngữ khí vô cùng đáng thương ấy, còn có giọng nói gọi anh ơi nọ kéo vào trạng thái mà đã lâu anh chưa cảm nhận được. Chỉnh bác Diễn xòa xòa thái dương, có bệnh nhân tiến vào, anh thoát ra khỏi mạch suy nghĩ. Vết thương của Chuyển Hoành Đồ khá lớn nhưng cũng coi như không quá tệ, không cần làm phẫu thuật. Nhưng Trình bác Diễn tỏ vẻ tình huống của cậu thì vẫn nên nằm viện quan sát 2 ngày, nhưng cậu lại từ chối. Anh băng bó cho em là được rồi, em sẽ tự mình chú ý mà. Nếu cậu thực sự không muốn thì cũng được thôi, nhưng về nhà phải chú ý đấy. Cố gắng đừng có hoạt động gì nhiều, chân này không phải vác nặng được đâu, không được chạm đất, tốt nhất là cứ nâng cao lên. Chiến Hoành Đồ đột nhiên có chút bực bội ngắt lời anh. Biết rồi biết rồi, anh cứ nói làm miên trên giờ là được, em không đông đẩy. Vẻ mặt cậu bây giờ giống y chang lúc Trình bác Diễn thấy cậu ở trên đường lừa người, ngoài không kiên nhẫn còn lấn thêm nỗi buồn. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi nói cho vui thôi hả? Trình bác Diễn mất sạch chút thông cảm đối với cậu, tiếp tục nói hết các điều cần chú ý xong. Nếu tôi không nói rõ ràng với cậu mang cái thạch cao này đi đón khách, sau đó thì lại tìm tôi nói bác sĩ, anh xem chân em què rồi này, trách nhiệm này đổ lên đầu tôi, hay là lên đầu cậu? Em sẽ không tới nữa đâu, anh yên tâm. Chuyển Hoành Đồ chép miệng một tiếng. Anh nghĩ chỗ này tốt đẹp lắm hả? Không tốt đẹp thì sau khi tháo thạch cao kiểm tra đoạn gãy xương thì mới được tạm biệt chỗ tốt đẹp này, với tiền đề là xương của cậu lành lại cho tốt đẹp đi.
xưởng của Chuyển Hoành Đồ lại có lành lại tốt đẹp hay không, Trình Bác Diễn không biết. Nếu như không nhớ sai thời gian, ngày Tháo Thạch Cao đã qua mà cậu vẫn chưa đến. Còn hai ngày nữa là qua năm mới rồi, trên đường toàn là thứ đồ màu đỏ, còn phát liên tục bài hát trăm năm của Lão Lưu, lại phát bài hát hết Tết rõ là còn thêm trăm năm nữa cũng không đổi. Tôi chúc bạn phát tài, tôi chúc bạn tài giỏi, những điều may mắn hay tới đây, những điều xui xẻo sẽ qua đi. Bài cùng hỷ phát tài của Lưu Đức Hoa. Vì phòng ngừa lầm vào tình trạng giai điệu tuần hoàn trong đầu lúc Trình Bác Diễn đi ra, liền nhanh chóng vứt giai điệu trong đầu ra, lặng lẽ hát quốc ca một lần. Vậy mà lúc vào xe, mở đài phát thanh lên lại nghe thấy cái bài này, còn nối liền với cái câu sau cùng trong siêu thị không xa chút nào. Hồ, lấy nhiều thì ai chả thích, tới lúc mọi cô gái trên thế giới sẽ kiếm được một tấm chồng tốt, cùng nụ cười trên miệng bên nhau trọn đời. Trình Bác Diễn phản xạ có điều kiện ngầm theo hai câu mới tranh thủ đổi đài, nhưng đã chầm tay, bài này quá quen thuộc, có đổi cũng không, còn còn ý nghĩa gì nữa. Nghe được đoạn mở đầu thì sẽ hát mãi không ngừng, vừa nghe bài hát mới mà vừa có thể hát bài cùng hỷ phát tài trong đầu. Hôm nay anh muốn qua nhà bà nội, trong xe chất một đống đồ mẹ mua để anh mang qua. Gần như năm nào nhà anh cũng qua nhà bà nội ăn Tết, đồ ăn của bác sĩ dinh dưỡng mẹ anh và đồ ăn mà bà sẽ bắt ăn đầu là chiến rằng co, sẽ tiếp tục diễn ra tới cuối tháng giêng mới kết thúc. Anh chỉ là tên nghiệp sư phụ trách mua sắm và vận chuyển mà thôi. Lái xe được nửa đường, bà nội gọi điện hỏi lúc nào anh mới tới. Con ăn cơm tối chưa hay là nấu vài món cho con nhé, con phải ngày nào cũng ăn đậu không? Thôi bà đừng nấu nữa, hôm nay con không ăn đậu đâu, có thịt rồi. Trình Bác Diễn cười nói, con sắp tới rồi, con vừa đi ra từ siêu thị. Cúp điện thoại của bà nội, Trình Bác Diễn tháo tai nghe xuống vứt qua một bên. Trong chớp mắt vừa ném qua tai nghe này, bỗng có một bóng người lao ra từ ven đường, không chờ anh thấy rõ thì đã lao tới trước mũi xe. Trình Bác Diễn nhanh chóng đạp chân phanh gấp, xe rít lên một tiếng dừng lại khoảng cách người kia là 20 cm. Quả đừng không chịu nhìn xe đi hết vậy trời, tự nhiên lao ra thế nào? Nếu tầm trúng thì phải làm sao? Trình Bác Diễn mở cửa xe xuống hết một tiếng, nhìn thấy người kia như bị hoảng sợ một trận mà vô thức đưa tay lên cản, nhưng vẫn đứng được. Anh thở phào một tiếng, muốn đợi người kia đi ra rồi mới tiếp tục lái xe. Nhưng một màn ngoài ý muốn không báo gì trước cứ thế mà xuất hiện. Sau một giây người kia bỗng ngã xuống đất, Trình Bác Diễn ngây người 3 giây mới phản ứng được. Điều đầu tiên anh biết rõ ràng mình không đụng trúng người này, vậy chắc không thể nào ngã xuống do bị đụng. Sau đó dựa theo kinh nghiệm của bản thân, nếu như là bị sợ hãi thất tình, cũng không thể có trạng thái thế này được. Bà ngã xuống rồi còn có thể tự lấy tay che ánh đèn chiếu vào đầu. Cho nên từ nhỏ tới giờ đó, từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên bị ăn vạ. Anh cứ tiếp tục đi. Trình Bác Sĩ nói một câu, ấn xuống nút ghi lại camera hành trình, lưu lại đoạn hành trình trước đó. Vừa mới nói xong, người kia ngồi thẳng lên, che tay đèn chiếu sáng vào mặt rồi nhìn vào ghế lái. Giọng anh trai nghe quen thế. Cậu. Trình Bác Diễn nhìn lướt qua mặt cậu, xém nữa thì cắn đứt lưới mình. Chuyển Hoành Đồ. Hôm nay hàng tây có hơi xui, đi ra một vòng đã không thấy đồ tốt thì thôi, chứ lại còn đụng trúng kẻ thù. Nếu ta còn sống thì người phải chết, nhưng không phải kẻ thù của cậu mà là của chú Bình. Theo tiêu chuẩn của hàng tây ấy, thực ra chú Bình lăn lộn cũng không được gọi là thành công. Chỉ là vừa thoát khỏi nghèo đói trong giới lưu manh lăn lộn cuối đường. Cả đời này muốn bị bắt bị người ta đánh chết cũng khó. Cũng chỉ ở trong khu đại oa, uống trà đánh bài, thu tiền trò, mang theo mấy tên đàn em vô dụng dưới tay sai sử. Nhưng mà người như vậy cũng có kẻ thù chứ. Dù sao lăn lộn tốt hay lăn lộn không tốt thì đều là lăn lộn cả. Người lớn lên bên cạnh chú Bình như hàng tây hả? Trong mắt kẻ thù, Trình Đô quen mặt được xếp vào cấp 1 như chú Bình luôn. Sắp tới nơi rồi mà cậu còn bị mấy tên khốn kia rượt hết bà con phố. 2 phút trước vừa mới cắt đôi được xong, chạy tới chỗ cậu hẹn màn thầu tới đại kiện, nhưng hẹn 9 giờ mà đợi mãi không thấy hai chúng nó tới. Giờ còn đang ở trên địa bàn của người ta, dám rượt theo chắc chắn sẽ không về tay không. Vì để đảm bảo an toàn của bọn màn thầu, trước khi bọn nó qua đó, cậu định dùng thử một chiếc xe giả hỗn loạn, làm cho đám truy binh không tiền đồng thủ.
Nhưng cậu không ngờ cứ lao ra thế mà là trúng xe của Trình Bác Diễn. Hàng Tây từ dưới đất bò lên khi thấy mặt Trình Bác Diễn kinh ngạc thì cậu có chút ngại ngùng cười. Sao lại là anh phải bác sĩ Trình? Là tôi đây làm sao? Cậu định giảm giá 20% cho tôi hả? Trình Bác Diễn xuống xe đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Cậu đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhỉ? Em không phải là vì ba em. Hàng Tây xoa cái mũi ngồi trên đất hắt hơi một cái. Mà cậu có biết cậu làm như thế này không? Lên xe đi. Trình Bác Diễn mở cửa sau xe ra. Cái này sao cho ông ấy biết được mất mặt chết đi được. Hàng Tây víu môi mất mặt mà nói thật, cậu cảm thấy ăn vạ mất mặt, mà dù bình thường cậu làm việc kia với chuyện này cũng không khác mấy, nhưng nằm trên đất khóc lóc om sòm quá khó coi. Em lên xe làm gì? Tôi chờ cậu về, không lành hả? Hàng Tây nhìn anh một cái, tấm lòng của anh bác sĩ này tốt quá, mặc dù chờ cậu về có thể chuyện không thể chấp nhận được. Không nói cái khác chứ chỉ nghe thấy Triệu Gia Diêu có khi còn cho cậu thêm ít tiền. Dù thế cậu vẫn ngồi vào trong xe, coi như tạm thời bảo đảm an toàn, tí nữa mượn cớ xuống xe là được rồi. Vừa mới lên xe còn chưa ngồi vững mông thì đã thấy Trình Bác Diễn đóng cửa xe sau lại, sau đó nghe thấy tiếng cạch một tiếng, xe đã bị khóa. Anh làm gì thế? Hàng Tẩy sững sờ đập cửa sổ xe hỏi. Đón xem. Trình Bác Diễn dựa vào cửa xe chậm rãi móc điện thoại từ trong túi ra. Bác sĩ Trình, anh... Hàng Tây phản ứng lại rất nhanh, lập tức hiểu việc Trình Bác Diễn sắp làm, lập tức sốt ruột đập cửa sổ gào lên. Bác sĩ Trình, anh ơi, anh Trình, đại ca Trình, chú Trình ơi, anh đang làm gì vậy? Cậu cảm thấy ba cậu thấy cậu làm như thế thì vui vẻ được hả? Cậu nói cậu 18 tuổi đúng không? Có tay có chân, không có tàn phế. Trình Bác Diễn chậm chậm nhấn điện thoại, ngước mắt lên nhìn cậu chậm chậm. Nhìn vậy mà cũng thông minh đó. Cảm ơn chú, à không, cảm ơn anh. Hàng Tây cười lấy lòng anh, tiếp tục đập cửa sổ. Anh bỏ qua cho em lần này đi, anh mà báo cảnh sát thì em bị tóm chắc luôn. Thế bà em phải làm sao đây, không có ai đưa cơm cho ông hết. Bảo mẹ cậu đưa đi. Em không có mẹ. Hàng Tây tăng cao giọng hét lên. Trình Bác Diễn dừng tay lại, quay đầu lại nhìn cậu một cái, không nói gì. Em còn chưa gặp mẹ bao giờ, cũng không biết đi đâu rồi. Hàng Tây gào lên hai câu, cắn môi mấy cái, giọng càng lúc càng nhỏ dần. Không biết nữa, chắc là bà ấy bỏ chạy rồi. Trình Bác Diễn không nói chuyện nhưng cũng không tiếp tục nhấn điện thoại, chỉ im lặng nhìn cậu đăm đăm. Anh ạ, em nói thật với anh này, hôm nay em không có ăn vạ đâu. Em bị chủ nợ ruột đuổi, 4-5 người đuổi theo em, nếu em nghĩ cách khác thì chắc chắn bọn họ sẽ đánh em chết mất. Hàng Tây ngẩng đầu nhìn qua đầu đường bên kia. Đột nhiên ở trong xe bật thẳng người dậy, chỉ chỗ ngoặt phía trước vừa gào vừa đập cửa sổ. Là bọn họ đó, anh thấy chưa, là bọn họ đuổi tới đây rồi. Trình Bác Diễn cau mày lại nhìn theo hướng cậu chỉ, đúng là nhìn thấy 4 người đang đứng ở đầu đường nhìn đông ngó tây, 2 người trong đó còn cầm trong tay thứ gì đó giống cây gậy. Em không lộ anh đâu, anh ơi em hết cách thật rồi. Hàng Tây nằm xuống ghế sau, đang định nói thêm thì chuông điện thoại reo lên. Hàng Tây lấy ra nhìn là màn thầu. Tụi bay đừng qua đây. Đừng có qua đây, đợi tao ở siêu thị Đông Lâm là được. Ta đụng trúng thằng mặt lừa rồi, không sao đâu. Lát nữa tao qua đó tìm tụi mày. Trình Bác Diễn cảm thấy câu chuyện hoàng đồ này cũng khá phân liệt chứ. Giọng điệu lúc trước khác hẳn với giọng điệu khi nói chuyện điện thoại, cứ như đã biến thành một người khác vậy. Bạn cậu sắp tới rồi hả? Không cần bọn họ qua đây. Đến mà chạy không kịp thì chỉ có nước vào nồi hầm. Anh ơi, bác sĩ Trình, em nằm một lát rồi đi, bọn họ mà đi, em sẽ đi. Trình Bác Diễn kéo kéo cổ áo, lúc này gió thổi mạnh hơn rồi. Anh mở cửa xe khởi động xe. Siêu thị Đồng Lâm nằm ở đâu? Anh qua bên đó đi 10 phút đường Nam, trong đó có bán bánh ú ngon lắm. Sau khi lái xe đi, Triển Hoành Đồ ngồi thẳng dậy. Em ơi, ăn bánh ú nha. Không cần đâu, cậu tiết kiệm chút ít đi. Chân cậu vừa mới tháo thạch cao xong, chạy như vậy thêm tí nữa thì phải bó hết chân đấy. Triển Hoành Đồ cười hai tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Siêu thị Đồng Lâm cũng không lớn, một đám người chen chúc nhau trong siêu thị. Mỗi lần Trình Bác Diễn về nhà bà nội sẽ đi ngang qua đây. Vậy mà tới giờ không chú ý ở đây có cái siêu thị này. Triển Hoành Đồ xuống xe đóng cửa lại rồi chạy chiếc xe anh cúi mình vào chào. Anh ơi,
Cảm ơn anh nha. Trịnh Bác Diễn không nói gì, thở dài phất tay. Hai bên cổng Chiêu Thị có hai người đứng, một người thấy Triển Hoành Đồ xuống liền lập tức cả nhắc chạy qua. Triển Hoành Đồ với người bạn của cậu tạo hình thiếu niên bất lương, thấy rất thường trong các khu hành cố, một bình thường chỉnh khác kiếm thấy gương mắt lên nhìn một cái. Xoay đầu lái xe về nhà bà nội, anh mở âm nhạc trong xe lên vặn to tiếng. Bà anh vẫn không an tâm để bà nội ở một mình bên này, muốn mua một căn nhà nhỏ trong khu nhà mình, nhưng bà lão không chịu chuyển đi, nói muốn ở đây cả đời, chuyển nhà thì sẽ chết. Cũng may là chú là nhà bên cạnh, còn có thể chăm sóc cho nhau. Trịnh Bác Diễn dừng xe dưới lầu nhà bà, chèn chúc cho đống xe lớn xe nhỏ, xe điện ba bánh, lộn xộn thành một đống. Mỗi lần như vậy đều làm anh sản sinh ra một ảo giác, lúc xuống lầu sẽ thấy xe mình bị đè nát. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, bà nội đang làm đùi gà chiên. Dù lúc trước anh có nói bà đừng làm, nhưng bà nội vẫn đi nấu. Không phải con đã nói là không cần nấu ăn rồi sao? Con ăn rồi. Trịnh Bác Diễn đặt một đống đồ Tết lên trên bàn. Cháu trẻ cưng tới đây bà có thể không làm sao? Thím của anh đứng tựa vào cường phòng bếp cười nói. Hai ngày nay Tiểu Vũ đòi ăn mà bà cũng không chuyên cho nó. Đúng đó, còn chẳng được ăn đâu, bà cố thiên vị. Một thằng ngoát con mập mạp chạy vọt ra khỏi phòng. Trịnh Bác Diễn vừa thấy nó là phiền não không thôi, xoay người trốn vào phòng bếp. Trịnh Huyền Vũ là cháu trai của chú anh, bây giờ được nghỉ đông ngày nào cũng ở đây. Mới học lớp 2 đã mập thành cục đất, mỗi ngày trong đầu không ăn thì cũng chơi. Trịnh Bác Diễn nhìn thấy nó thì liền muốn đánh, liền bắt buộc phải trốn đi. Bà đừng có làm nhiều quá nha. Trịnh Bác Diễn nhìn khuôn mặt vui vẻ của bà nội khi chiên đùi gà. Tối nay còn ăn cũng không ít đâu, bây giờ còn no nè. Ăn mấy món mẹ con phối làm sao mà no được. Còn đúng là dễ nuôi. Hôm nay con tự làm sườn xào chua ngọt đó. Vậy chắc khó ăn ha? Bà nội liếc anh một cái. Vâng, khó lắm. Trịnh Bác Diễn gật đầu. Món sườn xào chua ngọt của con cũng không bỏ muối vào, sao mà ngon được, cái gì 5 gram muối một ngày, lại còn thêm tay nghề của con, giờ ăn đùi gà chiên bù lại, đùi gà bà không bỏ muối. Ồ, ướp nửa chai xì dầu, đó không phải là muối sao? Có ăn không? Bà nội trừng mắt nhìn anh. Ăn chứ? Con cũng ăn. Trịnh Huyền Vũ xông vào phòng bếp, vỗ đùi Trịnh Bác Diễn một cái. Chú đừng có cướp của con. Trịnh Bác Diễn bắt lấy tay nó, lật qua lật lại nhìn, một cái tay không biết làm cái gì mà đen trắng vàng ba màu cho. Anh lập tức thu tầm phiền loạn, muốn nói. Nhóc ơi, kích đó hả? Nói gì đó Bác Diễn? Thím anh có chút không vui. Đi rửa tay đi. Trịnh Bác Diễn dắt tay Trịnh Huyền Phú đẩy nó lên cái bồn rửa. Còn không có rửa. Thằng bé giấy rùa hét lên, muốn quay đầu chạy đi. Trịnh Bác Diễn tay giữ cổ áo nó mới không đồng đầy gì. Nó dễ rồi cả buổi mà vẫn còn ở chỗ cũ, thế là nhắm mắt lại bắt đầu khóc than. Con không rửa, không rửa là không rửa. Mày cứ hét tiếp đi. Trịnh Bác Diễn nhấc nó lên, chặn nó ở trên bồn rửa tay. Nếu không phải bà anh đang ở cạnh cái cục đất này thì Trịnh Bác Diễn đã nhấc thằng nhóc này xuống cái bồn rửa tay. Dù sao thiết bị trong căn nhà này là kiểu cũ, cái bồn này còn chứa được cả Trịnh Bác Diễn. Ai xa nhóc, nhanh rửa tay đi, muốn bị anh đánh hả? Thím ảnh thấy cháu mình gào khóc cũng không chịu được, quả đó mở vòi nước ra, cầm tay nó bắt đầu rửa. Cháu cũng chưa phải bị chú Bác Diễn đánh bao giờ không? Không chịu nhớ hả? Cháu chưa từng đánh nó mà. Bác Diễn đi tới bên cạnh lấy một cái đĩa chuẩn bị xếp đùi gà. Vậy thì cũng mắng nó nắm dữ lắm mà. Thím ảnh cau mày. Bác Diễn, với cái tính của con ấy hả, nếu tương lai có con thì con định làm sao nó đánh nó đây? Trịnh Bác Diễn cười cũng không lên tiếng. Nó không cần con, ai bảo nó cần con hả? Bà nội trừng mắt nhìn thím một cái. Thím ảnh có chút ngượng ngùng dắt Huyền Vũ ra khỏi phòng khách. Nằm với thế đổi đó có sắp xếp gì không? Bà anh cắp nốt cái đùi gà chiên ra đĩa. Sắp xếp gì cơ? Trịnh Bác Diễn ngây người rót một ly nước ấm trong bình rồi uống. Trực ban. Trời, sao giống bà con thế, hỏi cái gì cũng toàn nghĩ tới bệnh viện. Bà muốn hỏi con có sắp xếp gì cho năm sau chưa? Con sắp 30 rồi đó, coi như cũng là bạn trai đi, cũng phải đem một đứa về chứ. Trịnh Bác Diễn sặc một ngụm nước.
Sao bà còn quan tâm tới cái này nữa chứ? Hết tập 4, xuất hiện bà nội hổ nữ rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai.